Tổng thống Vladimir Putin ngày 5 tháng 10 nói rằng, sứ mệnh của nước Nga là kiến tạo thế giới mới, đồng thời khẳng định xung đột Ukraine không phải vì mục đích mở rộng lãnh thổ. Đây không phải là cuộc xung đột lãnh thổ và thậm chí không phải là việc thiết lập sự cân bằng địa chính trị trong khu vực. Tổng thống Nga phát biểu tại hội nghị lần thứ 20 của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai, một viện chính sách tại thành phố Sochi. Câu hỏi này rộng hơn và cơ bản hơn nhiều. Chúng ta đang nói về nguyên tắc của trật tự thế giới mới, Ati dẫn lời ông Putin. Một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể được thiết lập khi mọi người đều cảm thấy an toàn và hiểu rằng ý kiến của họ được tôn trọng. Ông Putin tin rằng phương Tây sẽ mất đoàn kết. Ông Putin mô tả chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 là một phần của cuộc đối đầu với phương Tây, theo AFP. Về cơ bản, chúng ta được trao sứ mệnh xây dựng một thế giới mới, ông Putin nói và thêm rằng, phương Tây đang hướng tới quyền bá chủ toàn cầu. Một bộ phận của giới tinh hoa phương Tây luôn cần có kẻ thù, ông nói. Sau khi quân đội của Moscow kiểm soát một phần miền Nam và miền Đông Ukraine, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 khu vực là Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk. Điện Kremlin cũng tuyên bố sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Tổng thống Nga một lần nữa khẳng định, đất nước mình không phát động chiến tranh, mà nguyên nhân xuất phát từ các nước phương Tây. Và theo ông, xung đột tại Ukraine thực tế đã kéo dài được 10 năm. Chúng ta không phát động cái gọi là cuộc chiến tại Ukraine. Ngược lại, chúng ta đang cố gắng kết thúc nó, nhà lãnh đạo Nga nói. Bài phát biểu của ông Putin cũng thể hiện Điện Kremlin đang đặt cược vào việc sự ủng hộ của các nước phương Tây đối với Ukraine sẽ dần cạn kiệt. Nước Nga đang chờ đợi, lẽ thường tình, xuất hiện tại phương Tây, Sputnik dẫn lời ông Putin. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng, xu hướng chính trị nội bộ các nước phương Tây có khả năng sẽ biến chuyển sau các cuộc bầu cử. Phát biểu về kinh tế, ông Putin cho biết kinh tế của Nga có thể ứng phó với mức chi tiêu quân sự cao hơn để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine vào thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Ông Putin cho biết nền kinh tế Nga vốn đã giảm 2,1% vào năm ngoái, nhưng đang trên đà phục hồi trong năm nay, đã vượt qua những thách thức do các lệnh trừng phạt đặt ra. Chúng ta có thặng dư ngân sách hơn 660 tỷ ruble, 6,69 tỷ đô la Mỹ, trong quý 3, ông Putin cho biết. Nhìn chung, chúng ta có tình hình ổn định, bền vững. Chúng ta đã khắc phục được tất cả vấn đề nảy sinh sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng và đã bắt đầu giai đoạn phát triển tiếp theo. Nga đề cao quan hệ với Ấn Độ, Trung Quốc. Ông Putin khẳng định nước Nga không phản bội Armenia trong vấn đề Nagorno-Karabakh. Trong 15 năm qua, Moscow đã đề xuất Yerevan thỏa hiệp, trả lại 5 khu vực Karabakh cho Azerbaijan và giữ lại 2 khu vực, nhưng Yerevan đã từ chối. Nagorno-Karabakh là vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận, thuộc về Azerbaijan và từng có đông người gốc Armenia sinh sống. Hơn 100.000 người ở đây đã chạy sang Armenia sau khi quân đội Azerbaijan giành lại quyền kiểm soát Karabakh trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng hồi tháng 9. Armenia cho rằng Nga đã không bảo vệ lợi ích của mình tại Karabakh, trong khi Moscow bác bỏ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh những nỗ lực nhằm kéo Ấn Độ rời xa Nga là vô nghĩa, vì Ấn Độ là quốc gia thực sự độc lập. Tôi muốn nói rằng giới lãnh đạo Ấn Độ độc lập có định hướng quốc gia, và tôi nghĩ rằng những nỗ lực này không có ý nghĩa gì, nhưng chúng vẫn được duy trì, ông Putin nói. Về quan hệ với Bắc Kinh, ông Putin cho biết Nga quan tâm đến việc phát triển các tuyến hậu cần mới với Trung Quốc và sự hợp tác giữa hai nước không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai. Ông Putin đưa ra nhận định trên trong lúc trả lời câu hỏi từ nhà báo và nhà phân tích tại sự kiện. Tổng thống Nga tuyên bố nền văn minh Nga không thể bị gói gọn vào một mẫu số chung và cũng không thể được coi chỉ là sự kết hợp của các bộ phận riêng biệt, bởi nó chỉ tồn tại như một tổng thể cả về mặt tinh thần và văn hóa, ông nói. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga thử nghiệm thành công quá trình phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Samur, nhấn mạnh sẽ nỗ lực đưa những tên lửa này vào sản xuất. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thành công lần cuối đối với tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Tên lửa này được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, đồng thời có khả năng bay cao trong thời gian dài hơn nhiều so với các tên lửa khác và bay với khoảng cách xa nhờ lực đẩy hạt nhân. Năm 2018, ông Putin lần đầu tiên đề cập đến việc Nga đang nghiên cứu loại vũ khí này, tuyên bố tên lửa sẽ có tầm bắn không giới hạn, cho phép bay vòng quanh trái đất mà không bị hệ thống phòng thủ tên lửa phát hiện.
Mỹ và Liên Xô đã nghiên cứu động cơ tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân trong chiến tranh lạnh, song cuối cùng đã gác lại các dự án vì cho rằng chúng quá nguy hiểm. Trong bài phát biểu hôm 5 tháng 10, ông Putin lưu ý Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996, trong khi Nga đã ký và phê chuẩn. Ông cho rằng Nga có thể sẽ làm theo Mỹ. Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể thu hồi việc phê chuẩn, ông nói. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến tới nối lại các vụ thử hạt nhân nhằm ngăn cản phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, mặc dù một số chuyên gia đã nói về sự cần thiết phải tiến hành các vụ thử hạt nhân, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này. Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng tôi có cần tiến hành thử nghiệm hay không. Học thuyết phòng thủ của Nga nhấn mạnh nước này sẽ có phản ứng hạt nhân trước một cuộc tấn công nguyên tử, hoặc thậm chí là một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga. Sergei Karaganov, chuyên gia đối ngoại hàng đầu của Nga, cố vấn Hội đồng An ninh Nga, lập luận Moscow nên tăng cường các mối đe dọa hạt nhân để phá vỡ ý chí của phương Tây, hoặc thậm chí tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, hạn chế vào các đồng minh NATO ở châu Âu nếu phương Tây không ngừng hỗ trợ Ukraine. Ông Putin cho biết không cần phải hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân theo học thuyết. Không cần thiết phải làm điều đó, không có lý do gì để làm vậy, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Tổng thống Nga cũng khẳng định hiện không có điều gì đe dọa đến sự tồn tại của Liên bang Nga. Theo Tổng thống Putin, không cần phải thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia, vì cuộc tấn công trả đũa của Nga sau cuộc tấn công hạt nhân của đối phương sẽ khiến đối phương không còn cơ hội sống sót. Chúng ta có cần thay đổi điều này không? Và tại sao? Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tôi thấy không cần thiết phải làm vậy, ông Putin nói về học thuyết hạt nhân của Nga. Không ai có đầu óc tỉnh táo và trí nhớ minh mẫn lại nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.